do cảm xúc hay là do mình không may mắn để bắt được cái khoảnh khắc mà photoshoot. We'll be right back.
sau khi casting. Ok chưa? Ok. Thì em vừa mới thực hiện xong cái màn casting rồi. Lúc nãy lên sân khấu thì khá là run, bởi vì có rất là nhiều tâm lý mặc dù sang lên diễn khá là nhiều quá. Mặc dù là sang lên diễn rồi nhưng mà khi mà giống như là mỗi lần mình bước lên sân khấu đều là cái lần đầu tiên nên lúc nào sang đều có tâm lý là run. Nhưng mà sau khi cắt xong thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn và rất là may mắn là Sang đã được chọn là làm trong shot clip và hy vọng là sẽ được biển, sẽ được diễn. Ủa, cái này dạ, nó chỉ là shot clip. Ủa, ba hộ được về rồi hả? Họ lấy đâu hả? Được về rồi hả? Ủa, chứ mọi sau khi xem tập 2 thì giống như mọi người đã thấy thì cái thử thách nó không phải là đơn giản là chỉ chụp hình với sản phẩm hay là chụp hình với động vật mà kết hợp cả hai cái, và đặc biệt thêm một cái là các bạn cần phải có một tinh thần vững, các bạn phải kiềm chế cái nỗi sợ mình với con động vật mà phải show được sản phẩm, và bên cạnh đó còn phải làm việc teamwork nữa. Và chắc là nhiều khi mọi người nhìn thấy là team của Minh Tú làm việc rất là ăn ý này kia, nhưng mà thật sự là phía sau đó team Minh Tú đã phải đưa ra những cái ý kiến của mình và bảo vệ những cái ý kiến của mình, phải làm việc khá là căng thẳng. Nhưng mà thật sự là có một điều mà team Minh Tú làm rất là tốt là mọi người đều lắng nghe và mọi người đều tiếp thu, và kết quả như mọi người đã thấy là team Minh Tú chiến thắng hoàn toàn. Em có ấn tượng. Dạ, riêng cá nhân em thì em cảm thấy khá là ưng ý, nhưng mà nếu như có cơ hội làm tốt hơn thì em sẽ tại vì cảm giác như mình đôi mắt mình hơi buồn á, nếu như mà có thể làm lại mình sẽ chỉnh cái đôi mắt của mình nó tươi tắn hơn. Em không biết là lúc đấy thì do cảm xúc hay là do mình không may mắn để bắt được cái khoảnh khắc mà photoshoot cái anh photographer bắt lại đấy, nhưng mà em đã cảm thấy rất là ưng ý với phần thi của team và những của em. Và hôm nay em cũng nhận được khá là nhiều lời khen nên cảm thấy vừa lòng, hài lòng. Em nên xét gì về? Thật ra thì lúc mà hai team thi á, hai team sao? Lúc mà phát sóng thì em mới biết được là hai team thi như thế nào. Chứ lúc mà khi mà em đang thi thì em không biết hai team như thế nào. Mà thấy theo như em thấy thì con Trăng hay là con Kỳ Nhông, thật ra là chụp cái động vật là con nào cũng khó cho á. Và con nào mình cũng phải kiềm chế cái nỗi sợ của mình và phải tập trung rất là cao độ, và thậm chí là cho dù tập trung chăng nữa nhưng mà phải điều tiết được cái cơ mặt của biểu cảm mình làm sao cho thần thái và cuốn hút. Và cả em có lời khen dành cho hai team, bởi vì hai team đã hoàn thành. Nhưng mà nói chung kết quả thì sẽ chọn là những người xuất sắc để may mắn team Minh Tú làm được điều đó. Cá nhân em thì em không có quan sát nhiều. Với lại thêm một cái là em thì có ai cũng vô trường top 15, ai cũng mạnh chưa? Thấy vậy. À, chị Minh Tú. Chị Minh Tú thì em là người chị Minh Tú thì em cảm thấy là chị Minh Tú rất là tình cảm nè. Thật sự là trước đây xem chị Minh Tú trên truyền hình á thì chưa có tiếp xúc chị Tú nhiều, thì thật sự là lúc đấy thì mình có một vài suy nghĩ là chắc chị Tú cũng gây góc lắm. Nhưng mà không nha, sau khi mà vô chương trình, sau khi được tiếp xúc chị Tú, được nói chuyện chị Tú, chị Tú là hiểu cái sơ bản là chị Tú không có gò ép mọi người theo cái suy nghĩ của chị Tú. Chị Tú rất là tôn trọng những suy nghĩ của từng bạn trong team và phát triển dựa trên cái nền tảng của bạn đó có. Đấy, và chị Tú cực kỳ tình cảm luôn. Không có thí sinh nào mà bị bỏ lại phía sau hay là phân biệt như thế nào cả. Chị Tú luôn cân bằng mọi thứ trong team và lựa chọn mà những team của chị Tú là lựa chọn không bao giờ khó. We'll be right back.
Thank you.